Mông này chúng bánh nha. Ồ, dính nó bự cái nhà ơi. Nó bự rồi. Ồ, trong đâu nó lâu câu đi chứ. Ờ, dính nữa nhà ơi. Dính nữa nè. Ồ, bữa nay dính quá trời. Ồ, dính con trong trong trước nữa kìa. Xin chúc tất cả anh chị em, cô chú bác gần xa đang xem clip của Hiệp gặp nhiều may mắn, tràn đầy niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống nha. Đặc biệt là có nhiều sức khỏe để cố gắng vượt qua mùa dịch này nha. 8 giờ Hiệp đi đặt chấm lươn nha cả nhà. Đặt mé bờ đó đó. Ở mé bên đây Hiệp cũng có đặt vô đây mấy cái nè, dưới mấy cái đó là tổng cộng 6 cái bên đây nè. Thì để clip sau mình thăm chấm lươn mình quay cho cả nhà xem nha. Còn hiện tại là mình sẽ đi cắm câu ếch nha mọi người. Nhiều anh em yêu cầu mình cắm câu ếch nhiều quá thì có bữa mình cắm bị kiến ăn quá trời, dính ít nên mình không có đăng clip nha mọi người. Thì hôm nay mình không có cắm trên bờ kinh nữa, cắm bờ kinh kiến ăn quá mọi người. Giờ mình sẽ thử nghiệm, không phải thử nghiệm mà là mình test thử coi mình cắm ở trên đây nó có ếch chưa mọi người. Thường là mưa đầu mùa, còn tháng này nói chung là tháng này là mưa, thường là mưa tháng này là nó ếch nó sẽ lên ruộng rồi nha cả nhà. Nhưng mà cái chỗ mình á thì ruộng nó còn nhỏ quá nè, lúa nó mới còn nhỏ quá nên chưa chắc, không chắc ăn. Thì nếu có thể là có đó, tại vì mấy mùa năm trước á thì mình cầm thì có, mấy năm nay thì không biết ếch nó ít lại á thì cầm không biết nó có dính không cả nhà. Chứ mấy hồi lúc mà mình cầm đợt mấy năm trước á là mình cầm lúa cỡ này nè, hoặc là đang giảm lúa mọi người, mà mưa mình cầm theo bờ đê lại đã dính rồi đó, không biết năm nay sao nghe mọi người. Đây thì cần câu vẫn như cũ nha, này chắc tầm 40 cần, không biết đủ không nữa. Thấy hụt 40 cần hay vậy. Mồi của mình nha mọi người. Thì mồi này mồi ốc. Ốc mình cá biển, tỏi, dầu chuối, thêm tí ngũ vị hương nữa nha cả nhà. Mình ủ từ lúc 3 giờ á. Ôi trời ơi. Thì mồi mình chỉ có vậy thôi, chủ yếu có cá biển là ếch nó khoái lắm. Đây, mà không có cầm thuốc gì cả nhà hỏi Hiệp hoài à, họ kêu chỉ bài thuốc này, Hiệp không có cầm thuốc nha. Thuốc này cũng hạn chế chỉ anh em lắm, tại thuốc đó nó hơi độc quá mọi người, anh em không biết anh em cầm gì ăn không độc lắm. Đây cần câu của Hiệp nha, cần câu như cũ. Rồi địa điểm hôm nay Hiệp cầm nè, sẽ cầm cặp vào đây nè, cặp cái đường nước này nè. Thì thường ở đó sẽ đi theo đường nước nha mọi người, nó chậm ở dưới đường nước nhiều, trên ruộng thì chậm hết đường nước chậm nhiều. Tối cái đậu lên bờ đê kiếm ăn đồ này nọ đồ mọi người. Ngồi trên bờ đê á thì mình sẽ cầm trên bờ đê nó sẽ dính nha. Thì để Hiệp cầm dài lên chở nó, nếu mà nó chưa hết câu á thì Hiệp sẽ cầm dài dài lên đó coi có chỗ nào mà Hiệp cầm nữa nha. Rồi cái gì Hiệp hẹn mọi người sáng ngày mai nha. Thì đi cắm á thì cũng như mọi khi thôi, thì cả nhà cắm xuống thôi, quay dài vòng quá công cả nhà xem chán. Rồi, Hiệp sẽ ốp máy tại đây nha. Có gì hẹn mọi người sáng ngày mai nha. Đây nãy giờ đi về dính con nè cả nhà, vừa lại thấy nhảy phạch 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 cũng bị dừa nha nè, cũng không bự cỡ này ếch gì nha. Tối mới dính ếch bự mà ngày dính ếch bị lớn nè, dưới đây nhiều lắm mới lên. Đây dính con nữa nè nha, nhảy phạch 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 nè. Cầm bờ kinh thấy xui xui nguy hiểm chứ cầm trên đây là chắc cú nha. Có nó ếch có lên rồi là nó dính gì nè, quay về dính luôn nha. À, cũng ếch cũng gì dừa không nhỏ cũng không bự. À, mấy cần này trong đây dính, mấy cần đây mình cầm đầu tiên á, đầu giờ lên dính nè. Rồi hello, em xin chào cả nhà nha. Sáng sớm mà giờ đi thăm câu ếch cả nhà ơi. Rồi tối thức tới 3 giờ sáng, đi 3 giờ sáng rồi mình chuẩn bị ngủ được cái nữa, chắc tầm 4 giờ, ngủ tới giờ này được 2 tiếng đồng hồ. Tối còn đá banh mọi người, đá banh thua buồn quá. Rồi cần đầu tiên không dính luôn. Đá banh thua rồi còn cần đầu tiên không dính nè, buồn thiệt chứ. Tò dính cả nhà, cần thứ 2 dính. Đây cần thứ 2 dính nghe nha. Như cường này dính hôm qua phải không ta, chuyện qua mình quay về dính hay gì quên rồi. Đây nha, cần thứ 2 dính nha.
trời. Cực thứ hai dính. Rồi cực nào cũng dính rồi nha. Vẫn như cũ nha, mình lấy cái lợp theo mình đựng. Này không dính nè. Mong này chúng mánh nha. Ồ dính hết bự cái nhà ơi. Dính bự kìa. Không không, ếch trọng trọng mà không bự. Đây nha. Nó trọng nha, không bự kìa. Cũng bự á mà không có đến nỗi bự bự khủng rồi. Vô vô. Rồi. Ồ, tưởng đâu nó lôi thằng câu đi chứ. Ờ dính nữa nhà ơi. Dính nữa nè. Ồ bữa nay dính quá trời. Ồ dính những con trọng trọng trước nữa kìa. Quá trời luôn mọi người. Nè. Dính lần trước con hết bự nữa nè. Rồi 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 rồi. Đường này quá ngon mà, cặp đường nước này quá ngon rồi. Kiếm đâu ra cặp đường nước cái kiểu này ít lắm, hiếm lắm. Chỗ mình bây giờ ít có ai mà làm được nước này lắm. Nè, dính nó trọng rồi nha. Đó. Mà cặp đây thì ít bự. Khủng thì nó ít thiệt trong ruộng. Tại cỡ này ít khủng chưa lên đâu. Nhưng mà ít cỡ này thì có rồi đó. Cầm này chắc cú rồi nha. Hoặc cần này không dính nha. Dướng dính rồi nha. Dính nữa. Dính nha, ngớt này dính, chắc dính hôm qua nè. Ngớt này dính hôm qua nha. Hôm qua mình qua gì á, mình gặp á. Cần này sảy rồi nha. Ủa, dính hôm qua hay là cần này ta. Cần này sảy rồi nè. Có cô đó, tối coi đó banh thua, buồn quá. Bị trọng tài ép quá nha. Hiệp 1 quá trời quá im luôn, hợp lý quá. Rồi, cần này không dính nữa ta. Ồ, không dính này nha. Đây không dính luôn ta. Ngoài hay tại rồi. Còn sảy à. Đã không dính rồi còn bị sảy. Đấy hôm qua quá, chuyện qua. Rồi, cước trước dính nha nhà. Tưởng không dính này chứ. Không dính hoài sao. Này dính ít nhỏ, ớ ít không được bự. Lứa lứa, dưới giữa nha. Ở trong. Nha. Đi điều. Cũng được. Có ít khủng nhưng mà dính lai gai. Thằng này không dính nha. Chút đi thăm chúng lương nữa mới đã. Thằng này bị nhái phá. Rồi dính nè nhà. Ếch không được bự. Vô sâu còn cái ếch không được bự nè. Rửa nha. Rồi có dính được rồi. Rồi rồi dính trước kìa nha. Dính trước nha. Nhét thằng câu vô cái đó. Đây. Dính ít nhỏ nữa ta. Đây nha. Không được bự. Dính trước nữa nè. Dính ít lứa lứa nhau không ta. Trời ơi, ếch này ếch nhỏ luôn nè. Ếch này nhỏ xíu luôn nha. Mới nị à. À mày chứ ăn uống vậy. Thả nó nghe nha. Nó ăn cục mồi mà nhìn cái bụng nó thấy thương luôn á. Rồi, thằng này không dính luôn. Mà này không dính bằng đây. Này dính nè nha. Dính mà ếch nó nhỏ quá. Kiểu ngoài này chưa có ếch bự nhiều mà. Ếch bự chưa ra nhiều nè. Ếch cái này cái này. Ủa con câu đây này dính nữa nè nha. Chứ ngoài này có ếch mà ếch
nó không được bự nha. Ít nhỏ ra nhiều. Dính nữa nè. Ít cái này cỡ này nè nha. Nó thả luôn. Ít ra còn ngồi không nổi mà. Cả nhà thấy vừa quay mà vừa thăm trên bờ đê này nhanh không? Hôm qua mình cầm có ba mấy cần cả nhà. 35 6 cần. Tại câu hư nó mắc bớt ngoài này hết ếch hết rồi, chứ thật ra mà cắm mà nước lúa lớn mà cắm đường kè nước đường qua đây kiểu gì là dính dữ lắm nha, ếch chưa gà ha, ngoài này dở rồi nha, ngoài này không dính ếch chưa ra, ở khúc trong kia ếch nó ra nhiều quá mọi người, cặp mé thì nó ra nhiều. Đây dính nữa nha, ếch nhỏ thả nữa nha, ếch nhỏ nhỏ gì lấy làm gì, mình nuôi nuôi cũng được tại mình cầm tét mỏ nè, ếch nhỏ nữa nghe nha, dính nữa nè mà. Nãy giờ mình thả ếch nhỏ hết nha mọi người. Ừ. Không lấy làm gì. Để bữa nay mình qua bên sông mà mình cầm này. Chắc có ít bự mọi người, tại bên sông lúa nó hơi lớn rồi đó. Hồi dính nè, cái gần cuối dính nè. Dính ếch nhỏ nữa nè nha. Nói chung là ruộng nhỏ nè, ếch nhỏ nha mọi người. Lúa nhỏ ếch nhỏ, lúa lớn ếch lớn. À, thả luôn. Nãy giờ thả ếch nhỏ hay bộn á. Bữa nay dính cũng tương đối ổn khúc đầu nghe nha. Khúc đầu có ếch bự tại cặp bờ kinh đó. Ếch bự nó lên trước. Đây nha. Bữa nay ếch nhỏ nhiều nè. Nhỏ nhiều nên nhẹ. Cái này tầm không tới nửa ký mọi người. Ít nhỏ nhiều. Nói chung cái này dính cái số lượng dính nó thì nó cũng im hơn đó, nhưng mà do là dính ít nhỏ nhiều mọi người. Dưới khúc ngoài này nè, nó hơi thất bại khúc ngoài này nè, khúc ngoài này ở nó chưa ra được. Rồi video cắm câu hôm nay cũng kết thúc đây nghe mọi người. Thì chủ yếu là mình test thử lúa nhỏ này ếch ra nhiều chưa. Thì có thể bữa nay mình qua bên sông á, lúa nó hơi lớn hơn á, tầm khoảng nhiêu rồi nghe mọi người. Thì mình cầm thử ra. Chúc là xa đâu phân nhất rồi, đâu phân nhì rồi. Coi tình hình nó sao. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn nha.